Trước những diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, tính đến chiều nay mùng 7 tháng 10, 4 tỉnh đã ra lệnh cấm biển. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã sẵn sàng phương án sơ tán hơn 280.000 người dân ở vùng ven biển, vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Theo báo cáo từ các địa phương, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã lên phương án sẵn sàng sơ tán dân ở các khu dân cư ven biển, khu vực trũng thấp, cửa sông, ngoài bãi các tỉnh ven biển với số lượng lên tới 71.559 hộ, gồm 284.054 người dân. Trong các khu vực dự kiến triển khai sơ tán, các địa phương đã rà soát có 7.690 ca F0 và F1 để áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp, có phương án cách ly, sơ tán riêng, đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19. Đến chiều nay, mùng 7 tháng 10, đã có 4 địa phương ban hành lệnh cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi, gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.